Hai chào bạn, hôm nay ngày 1 tháng 8 năm 2024. Shop xe đạp thể thao Hân My xin giới thiệu mẫu Pinarello F14. Giá xe đang được bán với giá 51.500.000. Xe được trang bị rúp SRAM Rival E-TAP gồm có tay Deluxe SRAM Rival E-TAP, heo dầu SRAM Rival E-TAP, cùi đề đĩa SRAM Rival E-TAP, cùi đề lip SRAM Rival E-TAP, giò dĩa SRAM Rival E-TAP, lip thả 12 tầng SRAM Rival E-TAP, sơn 12, lip thả 12 tầng, cùi đề lip SRAM Rival E-TAP, heo dầu SRAM. Giá xe 51.500.000. Hai đĩa 12 lip. Ghi đông carbon. Phụ carbon, bánh carbon, đầm Mavic, heo dầu SRAM, tay lắc SRAM Rival, dây dẫn dầu và heo dầu, tay lắc điện, hai đĩa 12 lít, công nghệ Bluetooth không dây, rúp SRAM Rival E-TAP, công nghệ rúp điện Bluetooth không dây, tay Deluxe SRAM Rival E-TAP. Ghi đông carbon, phụ carbon. Xe mới hàng dựng và lắp ráp, không phải hàng chính hãng. Dây âm ghi đông Pinarello, có yên carbon, yên light to buy. Cùi đề đĩa SRAM Rival, giò dĩa SRAM, sơn SRAM sơn 12, cùi đề đĩa SRAM, giò dĩa SRAM, sơn SRAM sơn 12 và lip thả 12 tầng SRAM, cùi đề lip SRAM Rival Pinarello F14, đùm bạc đạn SRAM, heo dầu SRAM, niền carbon, khung sườn carbon, phụt carbon, cốt yên carbon, ghi đông carbon, phụt carbon. Khung carbon, phụ carbon, ghi đông carbon, cốt yên carbon, hai đĩa và 12 lít. Pinarello F14. Ghi đông carbon, phụ carbon, tay Deluxe SRAM Rival. Hai đĩa và 12 lít. Màu trắng, tem đen. Viền đen, màu trắng, viền đen, tem trắng cái lục. Tem trắng bạc. Xe mới chưa chạy nha các bạn nha. Xe chưa chạy, chưa lăn bánh. Giá 51.500.000. Bộ tay lắc SRAM Rival, rúp điện, công nghệ Bluetooth không dây, rất đẹp. Tay lắc dầu, ghi đông carbon và phụ carbon, tay lắc dầu, niền carbon, đùm nhôm, khung sườn carbon và phụ carbon, cốp yên carbon, yên light to buy, cùi đề đĩa xe được trang bị cùi đề đĩa SRAM Rival, giò dĩa SRAM sơn 12, hai đĩa và lip thả 12 tầng SRAM, cùi đề lip SRAM, hai đĩa và 12 lip.
giá xe 51.500.000, màu trắng, bánh bạc đạn, bánh siêu chớn, bánh Mavic, nền carbon, vỏ 700x25. Tên xe, thương hiệu xe Pinarello F14. Cối nổ vừa đủ nghe, chớn rất ok và ổn áp. Giá 51.500.000 là chúng ta có con xe Pinarello F14 Group S-Ram Revo 2 đĩa và 12 clip. Clip nhỏ nhất 11, lớn nhất là nhỏ nhất là 10, lớn nhất là nhiêu tao quên rồi. Ba nè, để 23, nó mình số luôn 32, chắc trên 34 hoặc 36 quá, 32 34 quá. Nhỏ nhất 10, lớn nhất chắc 34 nha các bạn nha. Long in, không thấy đường luôn. Để mình kiếm nha. Thôi đếm luôn đi. Từ đây 32 nè, 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 răng. Nhỏ nhất 10, lớn nhất 36, 10, 36 nha các bạn nha. Rồi, hồi nãy mình đếm từ móc 32 nè, là móc này. Đếm lên tới đây là 36, 10, 36. Đó. Cùi đề clip S-Ram. Đây là rub bằng chạy bằng pin nữa bạn. Này tháo cục pin ra nè. Tháo pin nè, đây cục pin của pin bên mình là pin S-Ram luôn nha bạn nha. Các bạn mua rub S-Ram Revo, các bạn kiểm tra pin có phải S-Ram không? Đây là pin S-Ram. Và trên cục pin S-Ram thì nó sẽ khắc là chữ S-Ram, và trên cục sạc S-Ram nó sẽ khắc cục sạc S-Ram nha các bạn nha. Có cục sạc lô nữa nha các bạn nha. Sạc lô nó không có chữ S-Ram nha các bạn nha. Đó, thì mình sẽ chỉ cho các bạn. Thì nói chung biết cái nào thì mình chỉ cái đó. Còn từ ngữ kia, thí dụ như Revo nè, các bạn đọc không đúng. Các bạn không biết tiếng Anh thì các bạn đọc đại Revo đó vậy thôi. Đọc giống như tiếng Việt các bạn. Còn nếu mà các bạn muốn đọc tiếng Anh giỏi, các bạn phải đi học. Còn mình bán xe đạp chắc mình học vậy là được rồi nha các bạn nha. Giá xe là 51.500.000, bao ship Pinarello F14.